Rồi vô. Rồi đánh đàng hoàng coi, đánh đàng hoàng coi. Rồi không được ôm, lấy tay ra. Rồi tiếp tục hiệp 4. Giải tranh giải quyền Anh vô địch thế giới. Này nói chưa? Xin giới thiệu đây. Là nhạc sĩ gì? Võ sĩ ha, võ sĩ Harry Potter. Rồi, đây là võ sĩ Mập. Rồi thành phần ban giám khảo, ai phần thành khách tham dự gồm có ha. Bé ha, bé lớn bé nhỏ ha, bé mập đó. Đừng ấy thôi đụng biết. Bắt đầu hiệp nữa nha. Rồi. Hiệp 3. Hiệp hết rồi nha. Rồi bắt đầu. Oh, rồi bắt con hiệp nữa, đến đi. Và sau khi đánh nhưng mà các thí sinh phạm luật quá trời, quýnh tùm lum có đá vô nữa, chặt lát hết trơn. Thôi giờ tạm thời á, cho võ sĩ này được hạng nhất. Thấy không? Nhưng mà hai võ sĩ là đều lòng lãnh giải hết ha. Một chuyến du lịch đi. A1, đây là võ sĩ gấu. Rồi buông ra đánh tiếp. Đừng sát quá, sát quá. Rồi lui ra. Sát vô. Rồi đánh tiếp, đánh tiếp. Vô. Rồi kéo ra, bắt đầu lại lại. Quýt. Vô, quýt. Quýt. Võ sĩ Nhí cố gắng lên, đánh lên, tiếp lên. Không được ôm, không được, xích ra, xích ra. Rồi, võ sĩ Nhí thắng ngược, đưa tay lên. Đưa tay lên là thắng. Rồi, hai tay chào đi, phan phan. Chào, hai người chào, giơ tay chào. Chào lên đây, chào lên đây. Happy New Year, đưa tay lên. Hết hiệp 1, hết hiệp 1, lui ra rồi bắt đầu làm lại nha. Rồi hiệp 2. Rồi vô. Rồi bắt đầu. Bắt đầu nè. Bang vô. Rồi. Rồi hết hiệp 2, lui ra rồi bắt đầu nha. Bắt đầu, chuẩn bị. Hiệp 3, bắt đầu. Rồi hiệp 4, bắt đầu. Rồi bắt đầu hiệp 5. 6 hiệp là hết, bây giờ bắt đầu hiệp 5. 1, 2, 3, vô. Rồi ngân hiệp cuối cùng nè, người thắng là được hai trái chuối, mọi người trái chuối nha, với chơi du lịch buôn khoai lang. Rồi bắt đầu. Rồi xong hết rồi, giờ bắt đầu hai hiệp, giơ tay lên đi, hai người giơ lên. Rồi đưa lên, bắt đầu quay ra đó nè, mỗi em được thưởng một trái chuối nha, với lại chuyến du lịch đi buôn khoai lang. Vô. Rồi hết một, lui ra nói lại tiếp. Rồi lui ra tiếp, lui ra tiếp. Rồi bắt đầu làm lại. Rồi bắt đầu ra nè. 1, 2, 3, quýt. Lui ra, lui ra, đừng ôm gần quá. Rồi lui ra. Rồi lui ra, lui ra, lui ra. Bắt đầu lại, làm lại. Hiệp 3. Rồi bắt đầu. 1, 2, 3, vô. Rồi ngưng qua.
Rồi tới vào hiệp 4 nha. Bắt đầu. 1, 2, 3, quýnh. 1, 2, 3, vô. A1, đây là võ sĩ Gấu. Rồi, buông ra đánh tiếp. Đừng sát quá, sát quá. Rồi, lui ra. Sát vô. Rồi, đánh tiếp, đánh tiếp. Vô. Rồi, kéo ra, bắt đầu làm lại. Quýt. Vô, quýt. Quýt. Võ sĩ Nhí cố gắng lên, đánh lên, tiếp lên. Không được ôm, không được, xích ra, xích ra. Rồi, võ sĩ Nhí thắng ngược, đưa tay lên là thắng. Rồi, hai tay chào đi, Phan Phan. Chào, hai người chào, giơ tay chào. Chào lên đây, hết Happy New Year, đưa tay lên.